Tôi là Tạ Quốc Trị, là cháu nội của đời hậu duệ thứ ba của Tạ Văn Trạch, là cụ tổ nghề đoán. Cái nghề đoán của cụ mang về lúc đầu chỉ phát triển nhỏ trong phạm vi gia đình thôi, rồi phát triển sang dòng họ. Đến ngày nay thì chiếc đoán cũng đã trở thành một cái nghề của làng Quảng Nam. Sau đây tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn về câu chuyện chiếc nón của gia tộc. Làng Quảng Nạp, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy có 4 thôn: Bắc, Thượng, Đông, Đoài. Câu chuyện về chiếc nón lá Thụy Trình bắt đầu từ cụ tổ của dòng họ Tạ trên đất Thụy Trình. Đó là cụ Tạ Văn Trạch. Đây là cái nơi mà thờ cụ Tạ Văn Trạch, chính là cụ tổ của làng nghề của cháu. Và cái ngôi tiền mới được rồi xa lại. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1946. Cứ đến là ngày Tết thì con cháu tề tựu về đây thắp hương, và nhất là những cái ngày mà kỵ nhật của các cụ. Bác có thể kể cho cháu nghe đôi nét về sự ra đời của chiếc nón lá ở làng Quảng Nạp ạ? Trong lịch sử Đảng bộ Thụy Trình có ghi là nghề nón làng Quảng Nạp là do cụ Tạ Văn Trạch mang về từ cái huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Cụ quyết định sẽ tìm một cái nghề nào nó phù hợp với nông thôn, tận dụng hết sức là mọi sức lao động, từ người già đến người trẻ và mọi người có thể làm được trong cái lúc nông nhàn. Cuối cùng cụ quyết định là học cái nghề nón. Chưa hết là cụ chỉ tổ chức một số con cái vào cái huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để học nghề. Thì sau khi đã thành thục một sản phẩm rồi đó, thì cụ cùng con về quê để tuyên truyền và hô hào vận động nhân dân đến cái nhà để học. Và những năm 1960 đó là xóm đã tổ chức một hợp tác xã làm nón. Và đến những năm 70 thì cái nghề nón nó phát triển rất rộng trong toàn xã rồi. Để làm ra một chiếc nón là một cả một quá trình với nhiều cung đoạn khác nhau, từ làm khung, làm vành đến ghép nón. Một chiếc nón lá đơn sơ mộc mạc tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi đến làng Quảng Nạp, quý vị sẽ tìm hiểu sự kỳ công khéo léo từ đôi bàn tay của những người nông dân chịu thương chịu khó. Ở Quảng Nạp không chỉ phụ nữ biết làm nón, mà ngay cả những người đàn ông cũng có thể giúp làm vành lên khung khâu nón. Tất cả đều cần sự khéo léo tỉ mỉ của người thợ thủ công. Bác dẫn cháu đến một cái gia đình của nó. Cô thấy cái chào đặc biệt chưa? Dạ vâng ạ. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Đây là ông chú ruột. Đây là bà Thí. Còn đây là cái em gái. Hiện nay thì tại làng Quảng Nạp còn bao nhiêu hộ gia đình làm nghề nón ạ? Bây giờ còn nói với cháu là cái nghề nón thì còn rất ít thôi, nhưng khoảng độ 35 đến 40 hộ thôi. Nón lá của Thụy Trình thì được phân loại như thế nào? Loại thứ nhất là có loại nón xô, mà cái giá nón xô hiện nay khoảng 3-40 nghìn một cái. Loại thứ hai là loại nón trung bình, khoảng 3-4-50 nghìn. Còn cái loại cuối cùng là cái loại sản phẩm nón cao cấp đấy, bán bây giờ khoảng được 6-70 nghìn một cái. Đối với một người thợ thủ công thì cái yêu cầu như thế nào về mặt kỹ thuật, đặc biệt là cái việc khâu nón ấy? Thì cái vành cũng phải hết sức trau chuốt, anh vót thế nào, anh uốn ra cho nó tròn trịa. À, hay cái là lá cũng thế thôi, là lá phương mặt phải mặt trái để nó bóng mượt, hay cái đường kim mũi chỉ mà khâu đấy thì cũng phải hết sức tinh tế. Người thợ thế đó, một trước hết phải có một tầm nhìn đấy, mặt trình độ nhận thức, phải hiểu được thế nào là mỹ quan. Hai nữa là cái người đó cũng phải hết sức kiên trì.
Bác giới thiệu với cháu là đây là cái nhà bảo tàng của làng Quảng Nạp. Bác tổ chức xây dựng từ năm 2012. Cái bảo tàng này thì bác bố trí hai phòng. Bảo tàng của bác được khoảng hơn 400 hiện vật. Cái phòng này là phòng để trưng bày các hiện vật của lực lượng vũ trang nhân dân. Cháu đây là cái phòng thứ hai, cái phòng này là bác trưng bày chủ yếu là cái nông nghiệp, ngoài ra có một số cái dụng cụ trong quá trình sinh hoạt, và trong đó có một góc để trình bày cái nghề nón của đảng Quảng Nam cho tổ đảng xây dựng. Đây là bản tóm tắt các cung đoạn hoàn thành tác phẩm. Dạ. Nón lá của Thụy Trình ngày nay thì có những sự khác biệt nào so với nón lá truyền thống trước đây ạ? Quá trình người ta phải cải tiến các cái mẫu để mà làm, ví dụ như cái khuôn trước này, cái khuôn trước này là cái khuôn gọi là khuôn cung 20 vành, dần dần thu xuống 18 vành, 16 vành và phổ biến bây giờ là 15. Vậy thì người dân Thụy Trình gìn giữ nghề truyền thống như thế nào ạ? Khi nào trên còn làm sản xuất nông nghiệp thì chắc vẫn cái nó dù ít dù nhiều vẫn cứ phải tồn tại truyền nghề của thế hệ già cho thế hệ trẻ và thế hệ này khác cứ tí. Ngày nay dân làng Quảng Nạp vẫn còn giữ được phiên chợ mua bán nón. Phiên chợ diễn ra vào các ngày mùng 6, 16, 26 âm lịch hàng tháng. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra một sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời mang tính đặc trưng, làng nghề nón Quảng Nạp còn là nơi lưu giữ những kinh nghiệm sản xuất và phong tục tập quán của cộng đồng.